A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải ngay A à, về danh Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học môn Toán lớp 6 Bộ sách chân trời sáng tạo Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chương 4 Một số yếu tố thống kê Bài tập cuối chương 4 Trước hết thì cô sẽ nhắc lại một chút về kiến thức cần nhớ này. Thứ nhất trong chương này chúng mình đã được học đó là thu thập và phân loại dữ liệu. Trong phần thu thập và phân loại dữ liệu, các bạn nhớ cho cô các ý chính sau đây. Những thông tin thu thập được như là số, chữ, hình ảnh, vân vân được gọi là dữ liệu. Dữ liệu dưới dạng số thì sẽ được gọi là số liệu. Việc thu thập, phân loại tổ chức và trình bày dữ liệu là những hoạt động thống kê. Được chưa ạ? Thứ hai nào. Thông tin rất đa dạng và phong phú, việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định sẽ gọi là phân loại dữ liệu. Và thứ ba, để đánh giá hợp lý tính hợp lý của dữ liệu thì chúng mình cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như là dữ liệu phải đúng định dạng và nằm trong phạm vi dự kiến. Đúng chưa nhỉ? Rồi, trong chương này chúng mình còn được học thứ hai, phần thứ hai là gì đấy ạ? À? Biểu diễn dữ liệu trên bảng. Trong phần này chúng ta cũng sẽ có ba ý chính cho cô như sau. Thứ nhất đó là khi điều tra về một vấn đề nào đó thì người ta thường thu thập dữ liệu và ghi lại trong bảng dữ liệu ban đầu. Thứ hai đó là để thu thập dữ liệu được nhanh chóng trong bảng dữ liệu ban đầu ta thường viết tắt các giá trị, nhưng để tránh sai sót thì các giá trị khác nhau phải được viết tắt khác nhau. Cuối cùng, bảng thống kê là một cách trình bày dữ liệu chi tiết hơn bảng dữ liệu ban đầu, bao gồm cả hàng và cột, thể hiện danh sách các đối tượng thống kê cùng với các dữ liệu của đối tượng đó. Được chưa ạ? Tiếp đến trong chương này chúng mình đã được học về gì đây ạ? À, đó chính là biểu đồ tranh đúng không nào? Biểu đồ tranh là gì đấy ạ? Biểu đồ tranh sử dụng biểu tượng hoặc hình ảnh để thể hiện dữ liệu. Biểu đồ tranh có tính trực quan, dễ hiểu. Trong biểu đồ tranh thì một biểu tượng hoặc là hình ảnh có thể thay thế cho một số các đối tượng. Để biểu diễn dữ liệu thống kê từ bảng vào biểu đồ tranh thì chúng mình sẽ thực hiện cho cô các bước sau đây. Bước số 1, con sẽ chuẩn bị Chọn biểu tượng hoặc là hình ảnh đại diện cho dữ liệu cần biểu diễn. Xác định mỗi biểu tượng hoặc là hình ảnh thay thế cho bao nhiêu đối tượng. Bước số 2, vẽ biểu đồ tranh. Biểu đồ tranh thường gồm hai cột. Cột thứ nhất là danh sách phân loại đối tượng thống kê. Cột thứ hai là vẽ các biểu tượng thay thế đủ số lượng các đối tượng. Và nhớ cho cô là chúng mình sẽ ghi tên biểu đồ và chú thích các số lượng tương ứng với mỗi biểu tượng của biểu đồ tranh. Được chưa ạ? Phần cuối cùng chúng mình được học trong chương này sẽ là biểu đồ cột và biểu đồ cột kép. Đúng chưa nhỉ? Nhớ cho cô này, khi mà đọc biểu đồ cột thì chúng ta sẽ nhìn theo một trục để đọc danh sách các đối tượng thống kê và nhìn theo trục còn lại để đọc số liệu thống kê tương ứng với các đối tượng đó. Cần lưu ý thang đo và cần lưu ý thang đo của trục số liệu khi đọc các số liệu. Và để vẽ biểu đồ cột thì chúng mình sẽ thực hiện cho cô các bước sau đây. Bước số 1, con vẽ cho cô hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau. Trục ngang thì ghi danh sách đối tượng thống kê, còn trục dọc thì chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi số ở các vạch chia. Bước số 2, tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, thì con hãy vẽ những cột hình chữ nhật cách đều nhau, có cùng chiều rộng và có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng tương ứng với khoảng chia trên trục dọc. Được chưa nhỉ? Bước số 3, hoàn thiện biểu đồ. Con thực hiện ghi tên biểu đồ, ghi tên các trục và ghi số liệu tương ứng trên mỗi cột nếu cần. Được chưa? Rồi ngoài ra chúng mình còn ghi nhớ cho cô thêm này. Để so sánh một cách trực quan từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại thì người ta sẽ ghép hai biểu đồ cột thành một biểu đồ cột kép. Và đọc biểu đồ cột kép thì cũng tương tự như là đọc biểu đồ cột, nhưng mà lưu ý cho cô này, với mỗi đối tượng thống kê thì ta thường đọc một cặp số liệu để tiện so sánh sự hơn kém và tăng giảm. Cuối cùng, cách vẽ biểu đồ cột kép thì cũng tương tự như là cách vẽ biểu đồ cột. Nhưng tại vị trí ghi mỗi đối tượng trên trục ngang thì ta sẽ vẽ cho cô hai cột sát cạnh nhau để thể hiện hai loại số liệu của đối tượng đó. Các cột thể hiện của cùng một bộ dữ liệu của các đối tượng sẽ thường được tô chung một màu để thuận tiện cho việc đọc biểu đồ. Đây chính là toàn bộ phần kiến thức cần nhớ trong chương số 4. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang phần bài tập ngày hôm nay. Cô có bài tập số 1. Số loại bánh của một cửa hàng đã bán được trong tháng được cho trong biểu đồ tranh dưới đây. Hãy cho cô biết trong tháng số bánh mỗi loại bán được là bao nhiêu cái. Nào bây giờ chúng mình sẽ quan sát nhé. Biểu tượng mỗi một chiếc bánh thì sẽ là 10 cái bán được và một nửa chiếc bánh thì sẽ là 5 cái bán được, đúng không nào? Khi đó quan sát biểu đồ tranh thì cô thấy rằng Số bánh dâu bán được ở đây sẽ là 2 x 10 và cộng với 5 là bằng 25 cái. Đúng chưa nhỉ? Tương tự, số bánh táo bán được ở đây sẽ là 2 x 10 bằng 20 cái. Rồi số bánh sô-cô-la bán được ở đây sẽ là 3 x 10 và cộng với 5 sẽ bằng 35 cái. Cuối cùng là số bánh dứa bán được là 10 cộng 5 bằng 15 cái. Đúng chưa ạ? Vậy là khi mà nhìn vào biểu đồ thì con có thể tính toán được ngay. Số bánh dâu bán được 25 cái này, bánh táo là 20 cái, bánh sô-cô-la là 35 cái, còn bánh dứa là 15 cái. Được chưa nhỉ? Đó là bài tập số 1. Con chuyển cho cô sang bài tập số 2. Số bút chì màu của các bạn trong một tổ của lớp 6A được ghi lại như sau: 14, 16, 19, 14, 10, 16, 16, 19, 20, 14, 14 và 10. A nhỏ, hãy lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên. B nhỏ, có bao nhiêu bạn có 16 bút chì màu và có bao nhiêu bạn có 19 bút chì màu? Cho nên là cô sẽ có phần bảng thống kê dữ liệu như sau. Bảng thống kê của cô thì sẽ bao gồm hai hàng. Hàng thứ nhất là số bút chì màu của các bạn và hàng thứ hai là số bạn. Ở đây cô thấy rằng số bút chì màu của các bạn cô sẽ sắp xếp theo thứ tự từ bé cho đến lớn được không ạ? 10 này, 14 này, 16, 19 và 20. Nào chúng mình sẽ kiểm tra cho cô xem có bao nhiêu bạn có 10 bút chì màu đây ạ. 1 hai bạn, đúng không nào? 14 bút chì màu thì sao nhỉ? 1 này, 2 3 4 bạn. 16 bút chì màu thì cô sẽ có một này, 2 3 bạn. Được chưa? 19 bút chì màu có một hai bạn và cuối cùng là 20 bút chì màu thì có duy nhất một bạn. Đúng chưa nào? Rồi đó là ý A Ý B Có bao nhiêu bạn có 16 bút chì màu Con chỉ cần quan sát vào bảng thống kê dữ liệu Thì con có thể thấy ngay Có 3 bạn có 16 bút chì màu Và có 2 bạn có 19 bút chì màu Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ con chuyển cho cô sang bài tập số 3 Số điểm kiểm tra toán của lớp 6A được ghi thành bảng sau đây. A nhỏ hãy lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên. Bảng thống kê dữ liệu của cô sẽ bao gồm hai hàng. Hàng thứ nhất là điểm và hàng thứ hai là số bạn. Điểm cô sẽ sắp xếp theo thứ tự từ thấp cho đến cao, bao gồm điểm 6 này, 7, 8, 9 và 10. Đây chúng mình đếm cho cô xem có bao nhiêu bạn đạt điểm 6 nào. Một bạn này, hai bạn, 3 bạn và 4 bạn Đúng không? Vậy là có 4 bạn điểm 6 Điểm 7 nào 1 2 3 4 À có 4 bạn điểm 7 Tiếp tục là điểm 8 nào 1 2 3 4 5 bạn điểm 8 Điểm 9 nào 1 2 3 3 4 5 6 7 8 bạn điểm 9 Cuối cùng là điểm 10 Cô thấy là có 1 2 và 3 bạn điểm 10 Đúng chưa ạ? Rồi đó là ý A Ý B nào? Có bao nhiêu bạn đạt điểm 10? À như lúc nãy thì cô đã có phần bảng thống kê Cô để lại phần bảng thống kê Chúng mình quan sát thấy nhé Con có thể nhìn thấy ngay là có 3 bạn được điểm 10, đúng không ạ? Ý C, có bao nhiêu bạn điểm thấp hơn 8? Thấp hơn 8 thì có nghĩa là điểm 6 và điểm 7. Thì ở đây cô thấy rằng có 4 bạn điểm 6 này, có 4 bạn điểm 7. Như vậy là có tất cả 4 cộng 4 bằng 8 bạn điểm thấp hơn 8. Đúng chưa ạ? Rất là đơn giản. Đấy chưa nhỉ? Rồi cuối cùng là ý D. Vẽ cho cô biểu đồ cột biểu diễn số điểm kiểm tra môn toán của các bạn trong lớp 6A. Rồi cô có biểu đồ cột như sau. Cô để lại phần bảng thống kê để chúng mình có thể quan sát và từ đó cô vẽ được biểu đồ cột. Được chưa ạ? À, nhớ cho cô này, chúng mình sẽ có hai trục, trục ngang và trục dọc buông góc với nhau nhé. Các cột sẽ biểu diễn cho số học sinh. 6 điểm thì sẽ là bốn bạn này, 7 điểm là 4 bạn. 8 điểm là 5 bạn. 9 điểm là 8 bạn. Và 10 điểm là 3 bạn. Được chưa nào? Rất là đơn giản. Nhớ cho cô là à chiều cao của các cột thì phải đúng với số liệu nhá. Rồi bây giờ chúng mình sẽ chuyển cho cô sang bài tiếp theo, bài tập số 4. Đọc biểu đồ tranh biểu diễn số xe đạp một cửa hàng đã bán được trong các năm từ năm 2016 cho đến năm 2020. A nhỏ, năm nào cửa hàng bán được nhiều xe đạp nhất? À, chúng mình chỉ cần quan sát xem là năm nào có biểu tượng nhiều nhất thì năm đó cửa hàng sẽ bán được nhiều xe đạp nhất. Và cụ thể ở đây cô thấy rằng năm 2019 thì cửa hàng đã bán được nhiều xe đạp nhất. Rồi ý B nào, từ năm 2018 cho đến năm 2020 thì cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu xe đạp từ năm 2018 này cho đến năm 2020. Bây giờ cô sẽ tính từng năm một nhé, được không ạ? Năm 2018 trước nào, cửa hàng sẽ bán được số xe đạp là có 6 biểu tượng con nhân với 100, đúng không ạ? Mỗi một biểu tượng thì sẽ là 100 cái xe đạp bán được. Vậy cô có 6 x 100 bằng 600 cái. Tiếp đến là năm 2019, số xe đạp bán được sẽ là 8 x 100 và cộng với một nửa biểu tượng là 50 bằng 850 cái. Cuối cùng là năm 2020, cửa hàng bán được số xe đạp là 5 biểu tượng nhân với 100 thì sẽ bằng 500 cái. Được chưa nhỉ? Rồi cuối cùng là ý C. Con hãy lập cho cô bảng thống kê tương ứng. Bảng thống kê của cô thì sẽ bao gồm hai cột. Cột thứ nhất là năm và cột thứ hai là số lượng. Cô có các năm từ 2016 cho đến năm 2020. Với số lượng chúng mình sẽ thực hiện tính cho cô như sau. Vào năm 2016 có 3 biểu tượng. Con lấy 3 nhân 100 bằng 300 cái. Năm 2017 thì con chỉ cần cộng thêm 50 thôi đúng không? Lấy năm 2016 này cộng thêm 50 là bằng 350 cái. Còn từ năm 2018 cho đến năm 2020 thì ở ý B chúng mình đã được tính rồi. Chúng mình chỉ cần điền cho cô số liệu vào đây thôi. Năm 2018 là 600 cái. Năm 2019 là 850 cái. Và năm 2020 là 500 cái được chưa nhỉ? Rồi rất là đơn giản. Đó là bài tập số 4 Con chuyển cho cô sang bài tập số 5 nào Biểu đồ dưới đây nói về số lượng gạo bán được ở 4 cửa hàng trong năm 2020 A à nhỏ Những cửa hàng nào bán được hơn 20 tạ gạo Hơn 20 có nghĩa là số đó sẽ phải lớn hơn 20 Thì đây con quan sát thấy rằng cô có số 21 lớn hơn 20 này 25 này lớn hơn 20. Như vậy cửa hàng B và cửa hàng D thì sẽ bán được hơn 20 tạ gạo. Đúng chưa nhỉ? Ý B nào. Cửa hàng nào bán được nhiều gạo nhất? Ở đây con có thể thấy ngay thì cột này là cột cao nhất. Như vậy có nghĩa rằng cửa hàng D bán được nhiều gạo nhất. Chúng mình chỉ cần so sánh độ cao của các cột này, chúng ta không cần nhìn số cũng được nhé. Cột nào cao nhất thì là cột đó bán được nhiều gạo nhất, đúng chưa ạ? Rồi, tiếp tục cô có ý C. Đây là ý C nhé, chúng mình sửa giúp cô này. Cửa hàng D bán được nhiều hơn cửa hàng A bao nhiêu tạ gạo? Cửa hàng D thì bán được 25 tạ gạo. Cửa hàng A thì bán được 18 tạ gạo. Như vậy, cửa hàng D sẽ bán được nhiều hơn cửa hàng A số tạ gạo là 25 trừ 18 bằng 7 tạ gạo. Đúng chưa? Rồi, ý cuối cùng nào. Cả bốn cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo? Chúng mình chỉ cần cộng cho cô các số liệu vào thôi. Phải không nhỉ? Con sẽ lấy 18 này, cộng với 21, cộng với 16 và cộng với 25. Khi đó cô có Cả 4 cửa hàng bán được số tạ gạo là 18 cộng 21 cộng 16 cộng 25 bằng 80 tạ gạo. Đúng chưa? Rồi đó là bài tập số 5. Con chuyển cho cô sang bài tập cuối cùng. Bài tập số 6. Số con vật các bạn học sinh lớp 6A và 6B nuôi được ghi lại trong bảng sau đây. À các bạn đã nuôi các con vật như là mèo này, chó này, cá này, thỏ và chim. Lớp 6A thì nuôi các con vật số lượng lần lượt là 12, 8, 6, 1 và 5. Còn lớp 6B sẽ lần lượt là 10, 10, 4, 3 và 5. Nhiệm vụ của các con như sau. A nhỏ. Trước hết là con hãy vẽ cho cô biểu đồ cột kép biểu diễn số liệu của bảng trên và trả lời các câu hỏi này. A nhỏ. Những con vật nào được các bạn lớp 6A nuôi nhiều hơn lớp 6B? B nhỏ. Những con vật nào được các bạn lớp 6A nuôi ít hơn lớp 6B? Và C nhỏ. Con vật nào được các bạn lớp 6A nuôi bằng lớp 6B? Đầu tiên là chúng mình sẽ thực hiện vẽ cho cô biểu đồ cột kép trước. Đúng chưa nào? Về cách vẽ biểu đồ cột kép thì cũng tương tự giống như là vẽ biểu đồ cột đúng không? Nhưng mà tại vị trí ghi mỗi đối tượng trên trục ngang thì chúng mình vẽ cho cô hai cột sát cạnh nhau để thể hiện hai loại số liệu của đối tượng đó. Rồi từ đó cô có phần biểu đồ cột kép như sau. Cô để lại phần bảng thống kê này, chúng ta có thể quan sát nhé. Rồi đây chính là biểu đồ cột kép của cô, được chưa? Các cột màu xanh thì sẽ là à các bạn học sinh lớp 6A nhé. Còn các cột màu cam thì sẽ là các bạn học sinh lớp 6B. Được chưa ạ? từ biểu đồ cột kép này thì cô có thể đọc được những con vật mà các bạn lớp 6A nuôi nhiều hơn lớp 6B sẽ là con nhìn à cột màu xanh ở đâu cao hơn thì đó chính là những con vật mà lớp 6A nuôi nhiều hơn phải không ạ? Cô thấy rằng đó là con mèo này và con cá vì cột màu xanh cao hơn. Còn những con vật mà các bạn lớp 6A nuôi ít hơn thì khi đó cột màu xanh sẽ thấp hơn, đúng không ạ? Cô có là con chó và con thỏ. Cuối cùng là con vật mà được cả hai lớp nuôi bằng nhau. Đó là hai cột bằng nhau. Chính là con chim. Được chưa ạ? Rồi, vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong bài tập số 6. Và đây cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học viên sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách